Chính trường bất ổn, Tô Chủ tịch tiếp tục đánh, lần này sẽ nhắm vào ai đây? Chiều ngày 8 tháng 7, ông Lương Tam Quang đã cho Bộ Công an tổ chức buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tuấn Hưng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Điều tra cho biết tiến triển về vụ án liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Cây xanh Công Minh. Được biết, vụ án này bị khởi tố vào ngày 8 tháng 5 là và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Công ty Cây xanh Công Minh có một hệ sinh thái rất quy mô với 50 công ty trực thuộc. Những công ty này đã tham gia trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương với số tiền trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án này được dư luận quan tâm vì nó tương tự các vụ án tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn Thuận An. Dư luận đồn đoán rằng kẻ đứng sau công ty Cây xanh Công Minh là một nhân vật trong Bộ Chính trị. Đấy có thể là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, cánh tay phải của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nắm trong tay có đến 4 thanh kiếm để mà đốn củi đốt lò. Đấy là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp điều hành, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu, Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc đứng đầu và Bộ Công an do ông Tô Lâm đứng đầu. Hiện nay, một trong 4 thanh kiếm kia đã tạo phản. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thì hoạt động không mạnh vì người đứng đầu đang phải nằm viện. 2 thanh kiếm còn lại thì đang hoạt động tương đối tốt. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đang cho đánh vào 2 thanh kiếm này để làm tê liệt bộ máy đốt lò của ông Tổng. Để đánh vào Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đã chuẩn bị khá kỹ càng. Trước khi sới lên vụ án công ty Cây xanh Công Minh, ông Tô Lâm đã cho em vợ là ông Vũ Hồng Văn cài vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Cẩm Tú. Vòng vây của ông Tô Lâm cứ từ từ siết chặt quanh ông Trần Cẩm Tú. Hiện tại vẫn chưa thấy ông chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có phản ứng gì. Vụ Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc được xem là cách mà Trần Cẩm Tú vâng lệnh Tô Lâm, quay nòng súng vào nội bộ của Ban Bí thư tự bóp cỏ. Tuy nhiên, Tô Lâm vẫn muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ ông muốn loại bỏ nhân tố Hà Tĩnh trong ban này để thay vào đấy là một nhân tố dễ bảo hơn, và trong tay Tô Lâm không thiếu người để mà chám vào vị trí quyền lực này. Từ nay đến hội nghị Trung ương lần thứ 10 hứa hẹn sẽ có rất nhiều chuyển biến lớn trên chính trường Việt Nam. Càng gần tới ngày hội nghị, Tô Lâm càng cho đánh mạnh vào các phe phái của đối thủ để giành lấy lợi thế trên bàn đàm phán giữa các phe phái. Từ đó, Tô Lâm làm cho Bộ trưởng Bộ Công an đã dám đánh phủ đầu mọi thế lực thì nay với vị thế tứ trụ và điều khiển cả Bộ Công an, Tô Lâm sẽ không nương tay cho bất kỳ ai. Cuộc chiến tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư đang gây ra những bất ổn rất lớn trên chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì nhắm vào ghế này, Tô Lâm cho đánh tất cả những ai cản đường mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Cũng vì chiếc ghế này, mong già gần đất xa trời, Nguyễn Phú Trọng phải cố mà bám và cố chống trả. Ông Trọng không chống trả một mình, mong kéo bè kết cánh để cùng nhau chống trả lại Tô Lâm. Xem ra mâu thuẫn trong Đảng ngày càng gay gắt và ngày càng khó thỏa hiệp hơn. Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn thấy một vùng xám xịt trên bầu trời Hà Nội. Mây đen kéo đến ngày một dày hơn và không có dấu hiệu tàn sớm. Thậm chí sau khi ông Trọng chết hoặc phải rời ghế cũng không có dấu hiệu ngừng cuộc chiến này. Tất cả các nhà đầu tư ngoại đang tìm mọi cách để tháo chạy và tương lai Việt Nam đang mang một màu xám xịt. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thoibao.de với bản tin Chính trường bất ổn, Tô Chủ tịch tiếp tục đánh, lần này sẽ nhắm vào ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của thoibao.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, thoibao.de. Vừa triệt hạ chùm nhóm Nghệ An, Tô Lâm lại quăng thòng lọng vào cổ chùm nhóm Hà Tĩnh. Sau khi đạt được những mong muốn, ông Tô Lâm tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo, đó là đánh cho dập đầu hai nhóm mạnh nhất ở Trung ương là Nghệ An và Hà Tĩnh. Chỉ cần một trong hai nhóm này là thế lực mạnh khó nhóm nào địch nổi, nếu hai nhóm liên minh để chống đỡ hoặc phản công thì nhóm Hưng Yên của Tô Lâm cũng không dễ dàng gì đối phó. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh từng tận dụng tối đa sự che chở của Tổng Trọng nên cứ như con quái vật nhiều đầu. Chém bay đầu này thì lại mọc lên cái đầu khác. Trước khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, nhóm Nghệ Tĩnh có tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi ông Huệ ngã ngựa, nhóm này vẫn còn 4 ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là chưa kể đến mấy chục ủy viên Trung ương Đảng đứng phía sau. Nhân vật dẫn đầu nhóm Nghệ An hiện nay là ông Phan Đình Trạc, dẫn đầu nhóm Hà Tĩnh là Trần Cẩm Tú. Hiện nay Tô Lâm đang nhắm đến hai nhân vật này để khiến hai nhóm của Nghệ An và Hà Tĩnh tổn thương nặng. Phần ông Phan Đình Trạc, ông Tô Lâm cho tấn công từng bước. Đầu tiên là tấn công Nguyễn Văn Yên, cấp phó và là người có rất nhiều mối quan hệ khăng khít với Phan Đình Trạc. Hiện nay ông Yên đang nằm trong tay Tô Lâm. Ông Trạc chỉ còn biết cầu cho ông Yên không khai ra quá nhiều. Nói chung Phan Đình Trạc đang bị Tô Lâm dồn vào đường cùng. Về phía Trần Cẩm Tú, từ năm ngoái Tô Lâm đã cải Vũ Hồng Văn và cơ quan do ông Tú đứng đầu. Công ty Cây xanh Công Minh đang bị điều tra, được cho là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Công ty này đã trúng rất nhiều gói thầu trên cả nước, vậy bàn tay nào đã can thiệp? Phải là ủy viên Bộ Chính trị thì mới có thể khiến các chính quyền địa phương ngoan ngoãn giao thầu. Như vậy với Trần Cẩm Tú, Tô Lâm đang cho đánh từ trong đánh ra, kết hợp với việc đánh từ ngoài đánh vào. Bên trong thì có Vũ Hồng Văn làm nội gián, bên ngoài làm vụ án công ty Cây xanh Công Minh. Từng ngày ông Chủ tịch nước trong thòng lọng vào cổ ông Trần Cẩm Tú mà siết. Xem ra Trần Cẩm Tú gặp khó khăn không thua gì Phan Đình Trạc. Chưa biết Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ đối phó với Tô Lâm bằng cách nào. Từ đầu năm cho đến nay, những trận đánh của Tô Lâm theo cách tương tự đều chưa trượt phát nào. Không biết lần này Tô Lâm có đánh trượt hay không. Ông Trọng giờ này chẳng còn sức đâu mà đứng ra chống đỡ Tô Lâm, giúp Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú nữa. Ông đang phải chiến đấu với tử thần để kéo dài sự sống cho mình. Được ngày nào hay ngày đấy. Xem ra Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm trong thời gian tới. Ông Trọng thì bản thân luôn hô hào chống tham nhũng không có vùng cấm, nhưng sự thật ông đã tạo ra một cái ổ rất an toàn để nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh ẩn nấp bao nhiêu lâu nay. Đến khi Tô Lâm ra tay thanh trừng thì mới lòi ra phía dưới cái ô khổng lồ của ông Tổng Bí Thư là hang ổ của những con rắn gộc. Tô Lâm đang được một số thế lực nhỏ quay đầu vuốt ve, ngay lúc này họ đã gọi ông Tô Lâm là Tổng Bí Thư. Thế của Tô Lâm đang như trẻ tre, nhiều thế lực nhỏ tỏ ra thức thời, xu nịnh để tránh bị quăng vào lò và kiếm thêm chút ân huệ. Điều này cho thấy thế lực của ông Trọng đang sắp tàn và không thể đảo ngược được tình hình. Như khi triều đại Nguyễn Phú Trọng kết thúc thì sau đó sẽ là những màn thanh trừng trong nội bộ của Đảng để thiết lập một trật tự mới. Thực tế Tô Lâm đã bắt đầu cuộc thanh trừng này ngay khi Nguyễn Phú Trọng vẫn còn đó, vẫn ngồi trên ghế Tổng Bí Thư của Đảng. Đối với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh, chọn cách đối đầu với nhóm Hưng Yên từ đầu nên khó thoát khỏi bàn tay của Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vừa triệt hạ chùm nhóm Nghệ An, Tô Lâm lại quăng thẳng lọng vào cổ chùm nhóm Hà Tĩnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de